Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp nằm ngay trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp nha. Căn nhà này nằm đối diện với hàng xe Mercedes, với diện tích ngang 4m2, sâu 16m, một trệt, lửng 3 lầu, đang được chào giá bán là 7 tỷ 900 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha. Tặng full nội thất lên tới phải tầm 500 triệu đồng. Một căn nhà thiết kế theo mẫu nhà tân cổ điển rất đẹp nha anh chị. Mặt tiền chính thì làm cực kỳ sáng này, với những cái bóng đèn LED ở khu vực cột và có một cái máy thái chóp ở phía trên. Đây là góc máy gần hơn. Mặt tiền rất đẹp, rất sang nha. Và đây là con đường ngay trước căn nhà này. Con đường xe hơi rộng khoảng tầm 6m nha anh chị. Con đường khá rộng và cực kỳ là đông đúc. Đường hẻm thông và cách trục đường chính Quang Trung khoảng tầm 50m thôi. Hẻm này là con hẻm thông và hẻm một sẹt nha anh chị. Đây, con hẻm một sẹt. Sẽ có một lớp cổng sắt sơn màu giá gỗ phía bên ngoài và khoảng sân 2m. Phía trong sẽ là khu vực cửa chính, cửa gỗ sồi. Trên thì đã được ốp đá hoa cương và lợp mái rồi. Ngang 4m2, sâu 16m. Nhà này thì thiết kế một trệt lửng 3 lầu, có 4 phòng ngủ, 6 toilet, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Giá bán là 7 tỷ 900 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng nha anh chị. Đây sẽ là khu vực đậu xe hơi. Gara ô tô được ốp sàn gạch 80, tường cũng được ốp gạch. Và chúng ta được trang trí đèn chùm trần thạch cao nha. Căn nhà này hẻm một sẹt và hẻm ngay đối diện với hàng xe Mercedes nha. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi ngay về tới bên em theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là khu vực cầu thang. Sẽ có một cái trụ đá phong thủy ở đây và được làm tay vịn của cam xe, kính cường lực và ốp đá hoa cương nha. Đối diện với cầu thang chúng ta vẫn có một bộ tủ rượu. Ở trong đây sẽ có lại tặng lại một cái tủ lạnh hai ngăn sáp này, có bộ bàn ăn. Tủ bếp sẽ là tủ nhựa và tặng lại máy hút khói nha. Nhà rất đẹp, rất là lung linh, chỉ chờ anh chị đến sở hữu thôi. Ốp gạch cao hết tường, cực kỳ sạch sẽ luôn. Nhà này hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Toilet được đưa về sau với bồn cầu khối. Tặng lại full nội thất luôn. Quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà đẹp hẻm này thì hãy gọi ngay về tới bên nhà đất Bá Hưng theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Và chúng ta cùng di chuyển lên khu vực tầng lửng. Nhà mình hẻm một sẹt của trục đường Quang Trung. Khu vực tầng lửng thì chúng ta được tặng lại tivi, kệ tivi cũng như là có một bộ sofa da trị giá 20 triệu đồng, có máy lạnh sáp và trần được bố trí đèn chùm thạch cao. Sàn ở khu vực tầng lửng này sẽ được ốp sàn gỗ nha mọi người. Tầng lửng cũng thiết kế rất đẹp và sang. Có một cái toilet ở đây. Nhà này có toilet ở tầng lửng luôn. Có vòi tắm sen thuyền này. Nhà rất đẹp nha. Giờ trục đường Quang Trung rất là hiếm nhà. Và anh chị nào đang muốn mua nhà tại trục đường này thì hãy gọi ngay để được sở hữu căn nhà này. Giá này chúng ta vẫn còn thương lượng mạnh nha anh chị. Và cùng em di chuyển lên khúc phía trên lầu 1, phòng ngủ 1 và 2. Cửa gỗ sồi. Và phòng ngủ thì có giường tủ máy lạnh đầy đủ luôn. Giường 2m. Có nệm. Bàn trang điểm, máy lạnh và tủ quần áo phía ngoài. Phòng ngủ cực rộng nha anh chị.
Phía ngoài này có ban công đúc 1m2, cửa là cửa nhựa lõi thép và được trồng cây xanh, cột sơn giá đá nha. Phía sau là phòng ngủ số 2 nha anh chị. Phòng ngủ này cũng có giường tủ đầy đủ hết luôn. Nhà thiết kế rất đẹp, rất là rộng rãi nha. Phòng ngủ lớn và tủ cũng cực kỳ lớn luôn này. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy alo ngay để được sở hữu và được thương lượng giá hợp lý nhất nha. Thì khi gọi về tới bên em, chúng ta sẽ được bớt giá từ 2 tới 700 triệu đồng tại quận Gò Vấp. Bên em với đội ngũ đông đảo thì sẽ cố gắng làm giá tốt nhất cho chị mua, cái giá rẻ nhất. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực phía trên lầu 2, phòng ngủ 3 và 4 nha. Trên này cũng có giường tủ đầy đủ luôn, tặng hết nội thất phải tới tầm 500 triệu đồng, full nội thất luôn. Phòng ngủ rất rộng. Nhà này có tới 6 cái toilet nha. Phòng này bỏ trống này. Có tủ thôi. Phía trên là khu vực phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Phòng thờ nha. Sân thượng trước thì được chủ nhà trang trí một cái bộ bàn ghế ngồi vui chơi ở đây, một cái xích đu và có trồng cây trái thám cỏ nhân tạo khá rộng, thoải mái cho anh chị trồng cây trong ra ngoài này. Phía sau sẽ là khu vực giặt và sân phơi đồ. Khu vực sau này thì chủ nhà đã làm khung sắt bảo vệ hết rồi, rất là an toàn. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.